con gái Quyền Linh dành tiền tiết kiệm hỗ trợ bà con ở vùng lũ. Vợ chồng Quyền Linh vô cùng xúc động trước sự hiểu chuyện của các con. Tối ngày 12 tháng 9, hai con gái của MC Quyền Linh là Lọ Lem, tên thật là Mai Thảo Linh, và Hạt Dẻ, tên thật là Mai Thảo Ngọc, đã trích tiền túi với con số 200 triệu đồng để ủng hộ bà con ở vùng bão, lũ. Về quyết định này, Lọ Lem đại diện cho em gái để nói lên tiếng lòng của cả hai chị em. Từ những ngày qua, trước tình hình thiên tai khốc liệt, tụi con không khỏi đau lòng khi chứng kiến cảnh bà con vùng lũ phía Bắc phải gồng mình vượt qua những mất mát và khó khăn. Từ tấm lòng chân thành, Lọ Lem và Hạt Dẻ xin đóng góp 200 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của mình, mong rằng có thể san sẻ phần nào và hy vọng bà con sớm vượt qua giai đoạn gian khó này. Hành động mang tính nhân văn, đong đầy tình cảm của hai cô con gái khiến bà xã Quyền Linh vô cùng xúc động. Tôi mong hai con gái yêu của mẹ luôn giữ mãi sự ấm áp và tình cảm như vậy nhé. Lọ Lem hạnh phúc đáp lại, được yêu mẹ nhiều. Nam MC cũng động viên con gái, tôi yêu thương lắm. Bên cạnh đó, cư dân mạng đều bất ngờ xen lẫn ủng hộ nồng nhiệt việc hai ái nữ nhà Quyền Linh ủng hộ tiền hỗ trợ bà con ở khu vực bị ảnh hưởng do bão. Lũ, về tuyệt vời ông mặt trời, hai bé đúng là con ngoan của ba Quyền Linh, về quá giỏi bé ơi. Cảm ơn hai chị em rất nhiều, về tấm lòng của hai cháu đáng quý quá. Trước đó trong buổi phỏng vấn ngắn với Sao Star, Lọ Lem nhà Quyền Linh từng chia sẻ bản thân cố gắng nỗ lực kiếm tiền từ sớm. Khi tôi vẫn đang cố gắng đi làm kiếm tiền ngoài lo cho bản thân, bố mẹ, những người xung quanh mà còn hướng đến đóng góp cho xã hội. Chính suy nghĩ này, cô nàng mới nhận lời làm người mẫu trong show thời trang diễn ra cuối tháng 8 vừa qua vì cảm nhận được sự lan tỏa, ý nghĩa tích cực của dự án.